Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Frenzy Mộng Cơ. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay thì nói chung là thực ra là cái này là mình định để dành, nhưng mà tuy nhiên là vì một số lý do gì đấy nó lại ra bố nó mất rồi, nên thành ra là thôi cũng ghi hình lại chút xíu. Thế là cái này ở đây hiện tại hôm nay mình quay ra con tướng mới là con Brenda rồi. Con này ấy, ở đây hiện tại mình quay này là rơi ở lúc là 50 lần. 50 lần roll nữa yến ra thì tôi ok ra sớm thì cũng tốt. Thế đấy là nói chung mình roll được con tướng rồi nhé. Tất nhiên là vẫn còn cái ảnh chụp nhanh của nó vẫn chưa roll được. Đấy thì nói chung là thực ra là bây giờ vấn đề là thế này này, hiện tại là đang phải chờ có kinh tế thì mới đập đập tiếp được. Nên thành ra là hiện tại là chưa có quay. Chưa quay nhiều, chỉ quay lần free thôi. Thì nói chung may mắn là sau khoảng tầm mấy ngày, 4 5 ngày gì đấy là quay free đấy, trúng rồi con tướng. Chứ còn chủ đích quay là không có. Tại vì hiện tại cũng muốn để dành cái nội dung này thì mấy hôm sau. Ở đấy thì Nguyễn Mộng Kết Tinh cũng hết rồi. Mình dùng những cái Nguyễn Mộng Kết Tinh cuối cùng trong cái lúc mà chờ bơm thêm vào để người ta xử lý tiếp nhá. Nên là chỗ này ghi hình một chút xíu là ra được con tướng, còn tất nhiên là vận dụng nó thế linh tinh thì sẽ để nối tiếp video khi mà mình quay được nhiều sao hơn. Nhưng mà chia sẻ một chút xíu đoạn này ghi hình một chút là do tiên nó ra, nên là thôi cũng ghi hình một chút xíu lại. Nên là tình hình như thế mình sẽ nối tiếp sang đoạn khác nhé. Rồi ok nhé, đoạn này em quay vào 10 rưỡi ngày chủ nhật, sắp sửa sang ngày mới thì tôi tiện đang đi tí cái này, nó mở cái tháp hỏa chút xíu, đang nghịch cái con mới trong tháp hỏa luôn, đúng không? Sau về sau nó xem kỹ năng thứ sau. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ phải vứt con đấy vào trong cái chỗ phòng kế thừa này. Bạn thấy là mình đã cho nó vào để chỗ nào nhỉ? Ở đây nói chung là mình vừa mới vứt nó vào trong này để cho nó kế thừa cấp đây, đang vứt ở đây để nó kế thừa cấp đến 240, tại vì giai đoạn này cũng chưa tăng được nhiều sao. Cái thứ hai là mình cũng phải trang bị một chút xíu để đi tháp cái tháp hỏa ấy. Để tháp hỏa tầm 300 trở lên rất là khó nhé, nên thành ra nói chung là xem nó hỗ trợ nhiều không. Thì đầu tiên là vẫn phải chủ lực vẫn là con gà, nhưng con gà mình chỉ có 3 sao con Kira này, là mình đang lấy tạo set đồ của con ấy. Mình đã dùng cái chấn riêng của cái ảnh chụp nhanh riêng của nó, và mình đang sử dụng ở đây là đồ của con bên con Alisa vứt sang để hỗ trợ thêm nó tí đồ, chứ không thể chơi một mình con tướng là cân tim được đâu, tại vì mấy ảnh nó bắt đầu cao rồi. Cái thứ hai là dùng con tanh này, con Helper. Con Helper ở đây hiện tại thì mình đang dùng cái ảnh chụp nhanh của bên con Nini Lily vứt tạm sang để các bạn nâng cái ảnh này, và dùng set đồ của con bên con Zaryu đấy, là cái con tanh ánh sáng của mình vứt sang. Tiếp tục được sang bên này tiếp là con Nikki này, đây thì mình đang sử dụng đồ của con Ella vứt sang và sử dụng cái ảnh là ảnh của con Luna thay mình hay dùng cho con Adisa của mình đấy là vứt sang. Tiếp tục là sang bên này tiếp một con khác, con này thì lấy bừa đồ thôi, kiếm được đồ nhiều nhiều sao tí xíu dùng thôi, và dùng một cái ảnh thường vứt sang thôi, nó cũng không bình thường thôi. Tiếp tục sang bên này tiếp, ở đây con này sẽ bỏ qua rồi sẽ dùng hai con hỗ trợ, là một là con Brenda, là cái con Brenda này là cái con mới ở đợt này, đồ đồ lấy bừa, ảnh cũng là ảnh bừa, chủ yếu là lấy vào hỗ trợ thôi. Cái thứ hai là dùng con Clasissa đây, thì con này cũng lại lấy bừa tương tự thôi. Nói chung là hai con hỗ trợ thì đồ hơi yếu đấy, để dùng tạm như vậy. Sau đó mình vào cái phụ bảng mình đánh tiếp cái tháp của mình nhé. Cái tháp của mình hiện tại đang dừng cửa 321, đi thử xem có đi được không. Thì đây sẽ đổi ra một chút xíu, ở đây mình sẽ đâu à, vậy vậy thì đội hình mình hơi thừa rồi, vậy thì bỏ qua con này nhé, để mình chỉ lấy để cho mới vào. Nãy mình tính thừa mình lại để đồ 6 tướng, chỉ dùng được có 5 tướng thôi, là mình chơi ở đây là chơi tận 3 con cường tập, đi một con tanh và một con hỗ trợ nhé. Nói chung chỉ các bài bọn cường tập nó xỉu sống dai ấy. Để xem có đánh được không nào. Mỗi tôi ở tốc thì đồ thứ thì nó chỉ được có hai con cường tập là đồ cao, thì giấy đồ con chủ lực, còn lại mấy con kia nó bình thường thôi. Để xem đánh thế nào nhé. Những cái tháp tầm này khá là khó nhé. Hiện tại ở game đa số các loại tháp nó thường là mắc ở đây, ui thắng khá là nhẹ nhàng này. Thường ấy trong game hiện tại ấy, thì các cái tháp thường là 400 tầng là mắc, nên thành ra từ 300 hay 350 trở lên bắt đầu sẽ rất là khó nha. Có cái con này vào nó giúp mình hỗ trợ giảm sát thương thứ linh tinh hay sao mình đọc sơ sơ qua mình quên tí nữa, mình nói chung là sau mình sẽ đọc lại xem lại kỹ năng nó sau. Còn đây đang xem thử tí xíu lúc đánh này, còn tôi tất nhiên là lại chết mất rồi. Gà có Kira có cân được không? Cố đây nào, nó có khả năng hồi máu, ok vẫn win này. Trông đánh nhẹ nhàng vậy thôi nhé, các bạn đánh thử lên tầng này mà xem thua te tua luôn. Trừ khi chơi quá lâu thì không nói làm gì nhé, đây mức độ mới mới chơi ý. Trong khoảng 1 2 tháng đầu đi mấy cái này khó cực kỳ luôn. Thì đang tiện cuối tuần, tất nhiên là video mình lên có thể trễ một chút xíu, nhưng mà đang quay cái này ngày chủ nhật. Đang quay trong ngày chủ nhật đánh thử đấy. Và hình như thứ hai lại tục là tháp hỏa tiếp hay sao ấy, thì lại nối tiếp vì chủ nhật nó mở hết các tháp. Sau đến thứ hai tháp hỏa tiếp lại thử tiếp được. Ở đây chúng ta xử lý nhanh để vì bản là 11 giờ đêm là nó sẽ reset sang ngày mới, nên phải đi luôn thế này cho nó tối ưu số lượt. Với trường hợp là mình không bị kẹt, còn nếu bị kẹt thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, cũng phải chấp nhận dừng thôi. Nhưng mà hy vọng sẽ không bị kẹt.
Và đánh cái giai đoạn này phải dồn những đồ tốt nhất cho chúng nó nha, chứ không để chơi như ngày xưa là cứ vứt vào trang bị bừa đồ, chủ yếu lấy chất tướng thôi. Bây giờ không thể chơi chất tướng được, phải trang bị đồ, trang bị ảnh cái thứ cho nó thì mới đánh được. Đây bắt đầu win tiếp này. Cũng may nãy giờ chỉ thua có một lần, còn đa số đánh là win luôn. Ở đây tất cả các tướng thì đa số chỉ có mỗi con Kira lên nhiều sao, và con Brenda này đợt tới sẽ quay lên nhiều sao hơn, tại vì các bạn đang chờ kinh tế đã, nó kinh tế nói chung lương chưa về đấy, kiểu kiểu vậy. Thế còn lại ba con kia chỉ là kế thừa cấp đơn thuần thôi, tại vì đơn giản là mình chủ lực của mình là ánh sáng bóng tối, mà cái này đánh lại đánh theo hệ mỗi hệ hỏa thôi, nên thành ra các tướng sẽ không tăng được sao nhiều, nên gần như dựa vào sức mạnh của đồ của ảnh là chính và kế thừa cấp là chính thôi, chứ còn sức mạnh từ việc tăng sao tướng là gần như không có. Với lại mình thì thường mình sẽ xu hướng mình muốn đầu tư những con thế hệ mới như con Brenda hơn, tại vì những con đấy ra sau ấy thường sẽ có những cái buff mà nó cảm giác nó lợi cho mình hơn. Chứ còn những cái con ra sớm phát này thua rồi đánh đánh spam tí nhé, vì có tỷ lệ gây choáng từ cái ảnh ấy. Ví dụ những con dùng cái ảnh của Luna chẳng hạn, nó sẽ có tỷ lệ gây choáng thì đánh đi lại nhiều lần xem có lầy lầy được không. Thì những cái con mới thường những cái hiệu ứng tốt hơn thì mình nghĩ là dùng sẽ dài hơn, nên thường sẽ hướng đến việc nâng sao những con đấy. Chứ còn những cái con cũ rồi thì thường chỉ lấy sưu tầm thôi, và đôi khi lấy để có đủ 5 tướng để đi mấy cái tháp này cho đủ kích hệ thôi. Phát này nó tẩn chết nhanh quá nhưng vẫn có thể hy vọng win nhé, đánh hên hên là vẫn win được đấy, cứ đánh đánh nhiều lần thì vẫn có tỷ lệ win được, tại vì trông cảm giác là đánh còn một con còn tím mà còn một con còn gần nửa cây máu, tức là đánh nhiều lần sẽ có lần hên sẽ win được. Chỉ khi bao giờ đánh một phát mà chết sạch team mà nó còn tận 4-5 con ấy, à 3-4 con ấy thì đấy thì chịu, chứ còn đánh một cái kiểu nó còn một con là đánh nhiều lần sẽ win được, nó còn hên xui hiệu ứng cái thứ linh tinh nên cứ kiên trì mà đánh thôi. Và tính có con Lulu linh tinh cái thứ nên đánh nó sẽ hơi khó chịu một tí xíu. Nó lại tận hết tất cả tướng của mình bây giờ. Tiếp tục thử tiếp đi. Đẩy con này lên trước thì giấu con này ở giữa. Lâu lâu đảo tướng tí lấy may. Nói chung là cố gắng làm sao đi hết được 10 lượt thì tốt, mà không được thì thôi, cái này nói chung nó khó rồi. Nói chung là giai đoạn đầu các bạn đi cái này rất nhàn, tại vì các bạn những cửa đầu nó dễ. Thì đi cái này là một những cái nguồn kiếm phôi để có thể nâng các con tướng xịn. Nhưng mà về sau bắt đầu lên tầm 250 đến 300 bắt đầu bạn sẽ cảm giác rất khó đây, cái này win rồi. Bạn sẽ cảm giác nó khó hơn rất là nhiều. Nên về sau cái việc kiếm phôi nó gần như dựa vào vé hơi nhiều, những người chơi yếu. Còn những người chơi mạnh thì người ta một người ta nạp đã có nhiều vé rồi. Cái thứ hai là người ta đi những cái này, đấy để kiếm thêm vé được. Nên đừng thắc mắc vì sao mấy ông top mà nhiều vé thế đúng không? Một phần là ông có sự đầu tư. Cái thứ hai là ông đi những cái tính năng trong game để ông kiếm được cái vé free. Ví dụ mình thì đi, ví dụ giả sử nếu mình đi hết được 10 lượt nhé, thì thường mình sẽ kiếm được từ 1 đến 2 cái phôi và có xác suất rất cao để ra được con 5 sao. Còn tất nhiên đen có thể trúng 2 sao, 3 sao, nhưng mà thường nó sẽ tỷ lệ được 4 với 5 sao rất là cao. Để đi nó càng khó này thì nó thường cho tỷ lệ tương đối cao khi lúc mở ram đùm tướng. Còn đấy là túi ram đùm nên vẫn có thể đen có thể bị thấp sao. Nói chung mình cứ đánh thì xem có hy vọng, ví dụ phát này thấy hy vọng hơi 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 ít này. Nhưng tất nhiên là vẫn chưa cố gắng hết sức, nhưng mà cứ đánh thêm một tí xíu ra đã. Thế như quả vừa rồi còn khoảng tầm 3 tướng có sống thì cái tỷ lệ ăn hên là hơi khó. Nhưng mà đánh lại lần nữa xem liệu phát này có khả thi hơn không. Nói chung phải đánh nhiều lần nhá, chơi game này phải đánh nhiều lần. Khi đã sinh ra trò hiệu ứng thì hãy đánh nhiều lần, vì sẽ có lần hên lần xui. Như phát này mà thấy lại có hy vọng này và thậm chí là thắng luôn này. Nên mình không nên từ bỏ khi mình đánh phát thấy thua luôn nhé. Trừ những trường hợp địch vào đánh một phát chết hết team bạn luôn, thì trường hợp đấy địch nó quá chênh với bạn rồi. Còn khi bạn sống được qua một đòn đánh của địch và bạn khả năng gây sát thương lên một số tướng của địch thì ta nên đánh nhiều lần. Nếu mà bây giờ đánh là hơi gấp giờ chút xíu thì mình đang đánh này khoảng tầm 10 giờ 40 tối, giờ còn khoảng 20 phút nữa sang ngày mới thì mình spam luôn thế này thôi. Còn nếu sang ngày mới khi thời gian nó dài nó nhiều hơn mà mình rảnh hơn, có thể mình sẽ nâng thêm tí đồ nữa để cho cái con búp Miranda nó khỏe hơn nữa. Còn giờ cứ đánh như vậy đã. Còn tất nhiên là đánh hên thì chả cần nâng đồ đâu, vẫn win, nhưng mà chủ yếu là cần đồ cho mấy con cường tập ấy, là mấy con chủ lực ấy. Còn con búp bạn thấy nãy giờ đồ mình yếu nhưng thực ra mình cũng vẫn sẽ chết nó thôi, nhưng mà mình cũng có thể cho nó kịp búp một tí trước khi chết. Còn phát này chắc là win tiếp thôi. Con này con búp thì mấy con hỗ trợ thì không sợ, chỉ sợ mấy con cường tập nó sống và mấy con đột kích nó sống nó rỉa chết nhanh thôi. Những con cường tập thì thường nó sống dai, những con đột kích thì thường đam nó to, nó có thể one hit một con của mình xong nó chết. Còn con cường tập thì đôi khi đánh dai dẳng hơn. Ví dụ cửa này có 2 con cường tập này, với một con hỗ trợ, một con tanh đang còn sống này. Đang cửa 329 rồi, nên được 330 thì tốt hơn. Nhưng phát này tướng sống được là có hy vọng đấy. Một phần nữa do là bên địch nó đang chơi hệ hỏa thì cùng hệ không bị khắc chế, còn hệ 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 thảo kia nó lại bị khắc chế bởi hệ hỏa, nên ra cũng có chút lợi thế vậy. Tiếp tục ở đây vẫn đang là hỏa với thảo là có hy vọng này.
Nhưng mấy con hệ hệ thảo này nó đam nó phải to như Alisa lúc đầu đấy. Sau về sau dần dần bắt đầu nó mới đuối dần xuống đuối dưỡng. Nó có cái lợi thế trong hai lượt đầu ấy. Nói chung là game rất nhiều tướng, nếu có thời gian đọc hết các tướng bạn sẽ thấy rất nhiều con nguy hiểm vãi chưởng ra. Chẳng qua là mấy con hệ hiếm ấy là kiểu nó mạnh đều. Còn những cái con hệ thường ấy thì nó kiểu nó chỉ mạnh trong một vài lượt thôi. Sau về sau từ sẽ yếu đi. Thì như thế này hết lượt rồi sao nhỉ? Ok hết lượt thôi, sau mở thử tí xem nó ra được mấy con hệ hỏa nhé. Xem nay hên hay xui nhé. Mình vào túi đồ này. Sau đó mình vào cái túi tướng theo hệ đặc biệt này. Đây là túi 270 túi này. Cái này chắc là mình để cả hôm qua hôm kia đấy à, mấy trong tuần chắc nó hôm mình chưa mở. Đây mở 4 túi này xem được mấy con 5 sao nhé. Túi này chắc chắn là đúng hệ, được một con 5 sao, con 4 sao, dính một con 4 à, được hai con 4 sao với một con 3 sao. Thôi cũng tạm chấp nhận được. Ở đây một số cái túi này trong quá trình gacha nó ra mình chưa mở mở đi. Này. Tiếp tục ở trên này có túi này. Túi này đây ra là con nào đây? Đừng ánh sáng bóng tối. Ui định mệnh trúng bóng tối. Bóng tối là cái hệ phế nhất trong hiện tại nhé. Con bóng tối thì mạnh nhưng mấy con hệ con yếu của bóng tối thì hệ phế, tại vì nó có rất nhiều nó không nâng sao được. Thì ra vẫn nâng được nhưng mà nâng kiểu hâm hâm dở dở không 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 hay lắm ấy. Thôi, ok đấy mình đi sơ qua tí chỗ này, bây giờ tí nữa mình sẽ nối tiếp sang ngày hôm sau để đi tiếp cái tháp hệ hỏa tiếp cho các bạn xem qua tí con tướng trong cây tháp nhé. Bây giờ tại bây giờ mình sắp hết ngày rồi. Ở đây mình có 4.000 năm nên làm phát gacha cái này nhé. Gacha phát đợt này hơi ít huyễn bộ kết tinh để còn chưa nạp vào. Quay phát thì biết đâu ra được cái ảnh. Không ra được ảnh nha. Ở đây hiện tại video này đang quay sớm vì mình có định gacha thêm nên thành ra là sang ngày mới nếu mà đủ huyễn bộ kết tinh là sẽ thêm về quay cái ảnh nhé. Tại vì tướng đã có một con rồi. Trong đợt 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 lúc nào nạp được tí rồi mua thêm vé linh tinh để quay tiếp tướng sau. Bây giờ tập trung vào quay ảnh thôi. Nhưng mà tất nhiên là 1.600 thì chưa chắc mình đã kiếm được đủ để quay được 3.000 đâu. Nói chung thỉnh thoảng bên cạnh những ngày giàu có thỉnh thoảng có một số ngày hơi nghèo khó. Nhưng quan trọng con tướng thì thôi mình cứ quay bạn xem qua một tí xíu lúc mà đang 5 sao thuần. Còn về sau khi mình lên nhiều sao hơn nó mạnh hơn nó có nhiều vấn đề hơn. Đấy, còn thôi mình sẽ nối tiếp các bạn sang ngày hôm sau nhé. Rồi ok, tiếp tục sang ngày mới nhá. Thì đầu tiên là sang thử vận may tí bên này xem tí có ra được không nào. Đầu tiên là hai lần miễn phí này. Không ra được thì thôi từ từ chúng ta còn làm phần sau gacha thêm nhiều nhé. Ở đây chỗ này chỉ có 1.500 nên thử lầy lầy x1 nhé, chỗ này dùng vé chắc không đủ đúng không? Ở đây đây là chưa chưa đủ này có 1.500 thôi. Thì ta sẽ lầy lầy thử x1 xem không đủ thì thôi thì ta sẽ để cho lúc live stream với thứ linh tinh xử lý sau. Ở đây mình quay tạm số mình đang có sẵn thôi. Lâu lâu thỉnh thoảng có hôm bị nghèo một tí xíu nhé. Nhưng này không quan trọng tại vì sau đợt tới sẽ bù vào tuần vé thôi. Nên ta sẽ đi ấy thử tí xíu có ra không, không ra thì thôi nhé. Đây là lần cuối cùng này tại vì thiếu một tí xíu nữa được lần nữa. Ủa, ấn nhầm rồi. À quên vào đây nhận tí gói này thêm tí là được ấn được thêm hai lần nữa. Được được thêm 20 nguyễn bộ kết tinh chỗ này nữa. Rồi chúng ta quay xuống dưới này quay ban đời tiếp. Như vậy hiện tại mình có ở đây à đâu chỉ được một lần thôi. À đâu chả đủ, một lần là 300 nhìn nhầm. Ok bây giờ chưa ra được cái này từ từ xử lý sau nhé. Tại vì hôm nay đang bị hết nguyễn bộ kết tinh. Rồi, tiếp tục bây giờ sẽ quay về đây một chút thì bạn thấy một tí là mình có nâng cấp thêm tí đồ cho con tướng đó là con đây. Con Benda ở đây bên đây chỗ này. Thì bạn thấy là đồ mình có bổ sung thêm một chút xíu, mình có tăng thêm số sao cũng như lọc đồ chút xíu. Thì ở đây mình cho nó dùng set hút máu nhé. Ở đây cũng chọn những cái đồ tốc độ cũng tương đối cao, ví dụ đây cái này tốc 9 này. Thật ra bây giờ mình chỉ quan tâm tốc thôi, mấy cái dòng phụ mình chưa quan tâm nhiều lắm. Cái này tốc 8 này, hai cái món này đây là tốc 5 này. Và cái dưới cùng ở đây là tốc 7 nhé. Đấy là sơ qua tí là dùng set hút máu. Còn về bộ kỹ năng cũng đọc sơ qua một chút xíu nhé. Thì con này đây cái chiêu đầu tiên là tinh thần tự do, nó sẽ tấn công một kẻ địch gây 100% sát thương phép. Ở đây chủ yếu mình chỉ quan tâm đến gây sát thương phép để mới đối với trang bị đồ theo gây sát thương ma pháp thôi. Đây chỉ cần quan tâm cái đấy thôi. Còn đến đây nó bổ sung được số câu này xem có thêm cái gì nào. Ngoài ra có 50% cơ hội chữa lành vết thương cho đồng đội liên kết, phục hồi 100% sức mạnh tấn công cho người thi triển. Như vậy con này so với những con bình thường là có ngon hơn tí ở chiêu số 1 nhé. Là có hỗ trợ thêm một đồng đội chắc nó bút một cái hiệu ứng lên kiểu con nào móc nối với nó sẽ được hỗ trợ thêm kiểu kiểu vậy thôi. Như vậy hơn bình thường các con khác chỉ tấn công với kẻ địch 100% sát thương theo vật lý hoặc theo phép thôi. Con này có thêm một tí chữ ở chỗ này nữa là thêm khả năng hỗ trợ nhưng mà chỉ là 50% tức cũng không phải chắc chắn nhé. Tức là lúc có lúc không đấy. Tiếp tục ở chiêu thứ hai nữa ở đây là mình chỉ đọc cái mức độ của cái mức độ đầu tiên nhé. Còn mức độ sau nâng cấp lên thứ gì ta sẽ tự tìm hiểu sau. Ở đây chiêu tiếp theo là rất vui được làm với bạn đúng không? Thì ở đây là gây 60% sát thương phép cho hai kẻ địch ngẫu nhiên, loại bỏ hai bùa lợi ngẫu nhiên khỏi mục tiêu. Cái này chắc là loại bỏ hai hiệu ứng có lợi, nhiều khi nó dịch nó chưa ấy lắm. Nếu xua tan thành công thì giảm 3% phòng thủ của mục tiêu và 3% hồi máu trong hai lượt. Thì chắc là con tướng nào bị xóa hiệu ứng đấy sẽ dính cái khả năng giảm thủ và hồi máu và hồi máu trong hai lượt này. Thì mấy cái này chắc là ứng như vậy thôi. Nói chung dịch nó hơi lủng củng một tí. Tiếp tục ở chiêu thứ ba, cơn thịnh nộ. Ở đây là gây 130% sát thương phép lên một kẻ địch ngẫu nhiên, áp dụng cái chiêu thức của nó lên đồng đội liên kết.
nó sẽ luôn có một con liên kết cùng đúng không? Và khi có cái chiêu thức này thì kỹ năng Fury tiếp theo sẽ được đồng đội sử dụng, sẽ không tiêu tốn điểm thịnh nộ, như vậy tiết kiệm cái năng lượng cho cái con tướng ra chiêu. Và sau khi sử dụng nộ khí thì cái chiêu thức này sẽ biến mất. Và ngoài ra thì thanh lọc đồng đội khỏi hiệu ứng khống chế, như vậy con này có khả năng xóa hiệu ứng bất lợi cho team này, đồng thời là tăng tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng của họ thêm 15% tồn tại trong 3 lượt, như vậy có buff thêm cả tăng đam, tăng chí mạng linh tinh. Nhưng mà tuy nhiên cái này đây nó ghi loại bỏ hiệu ứng khống chế, không biết là có bao gồm tất cả các hiệu ứng không hay chỉ một số hiệu ứng nhất định, cái này nó ghi không rõ ràng lắm. Tiếp tục là đến chiêu thứ tư, liên kết luẩn quẩn. Khi bắt đầu trận chiến thì hãy thiết lập một mối liên kết với đồng đội có sức tấn công cao nhất trong đội. Đây chính là cái điều kiện, ta biết là có nó liên kết ngẫu nhiên hay có điều kiện, thì ở đây thực tế là có điều kiện nha. Như vậy là đồng đội có sức tấn công cao nhất, như vậy thì nhiều khả năng sẽ là Alisa hoặc là con Ela, là hai con là mình cứ dồn đồ cao cũng như là nâng nhiều sao thì rơi một trong hai con đấy, con nào cao hơn sẽ được liên kết. Nó chỉ ghi là liên kết với đồng đội có sức tấn công cao nhất, đã gọi là cao nhất tức là chỉ có một con được liên kết thôi, nhưng như con đấy được hỗ trợ rất là nhiều, nó hỗ trợ sát thương cái thứ rất là nhiều đấy, cũng như xóa hiệu ứng cái thứ đấy, và tăng sức tấn công của nhau thêm 2%, phòng thủ 2%, tốc độ thêm 5 cho đến khi kết thúc trận đấu hoặc là liên kết bị phá vỡ. Như vậy ở đây nó hỗ trợ khá là nhiều nữa, nó thêm tốc cũng là một lợi thế, mà nó thêm đam, thêm thủ có thứ linh tinh cũng là một lợi thế nhé. Như vậy con này hỗ trợ rất tốt cho cái con đam chủ lực. Tiếp tục nữa ở đây là chiêu cuối cùng ghi đè, tăng sức khỏe thêm 3%, cái này chắc là HP chứ, chắc là tăng máu hay tăng cái gì đó lên 3%. Khi bắt đầu lượt đấu của mình thì hãy áp đảo tất cả kẻ thù, giảm 2% sức tấn công, 3% sức phòng thủ và 3% sát thương vật lý cho đến khi kết thúc trận chiến. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, cái này hiểu nôm na tức là nhớ kiểu kiểu là nội tại của nó là cứ vào phát nó sẽ giảm sức này luôn mà không cần thiết về hành động thứ, mình hiểu nôm na như thế đúng không? Còn tất nhiên trong quá trình dịch thuật cho nó lủng củng, có thể nó có cái này cái kia nó sai tí xíu thì có thể ta phải nghiên cứu lại sau, và về cơ bản sơ qua như vậy. Và như vậy bạn thấy một chút là cái con tướng Brenda này nó hỗ trợ theo cho cái con sức tấn công cao nhất chứ nó không phải hỗ trợ riêng cho một con hệ hỏa, nên con này mặc dù hệ hỏa nhưng mình có thể cho vào team của hệ bất kỳ được, tại vì nó búp nó hỗ trợ cho một con sức tấn công cao nhất chứ không phải là cho đối tượng hệ hỏa riêng, chẳng qua cho đúng team hệ hỏa thêm được cái kích chỉ số theo hệ thôi, còn nếu không đúng team vẫn có công dụng khá là nhiều. Và con lại và nó là con thế hệ mới thì giờ hiện tại chưa có ảnh riêng của nó nên thành ra mình cũng chưa nắm được cái ảnh riêng, tất nhiên có thể vào đọc qua cũng được, nhưng mà hiện tại ở thời điểm này khi mình đang dùng đến mức độ 5 sao ấy thì mình thấy một điều là con này ấy nếu không tăng được sao thì lấy cái xác đó về không, lấy mức độ 5 sao thường này cũng đã có công dụng rồi, tại mình sẽ tận dụng được cái phủ đầu về cái khả năng giảm công, giảm thủ và tăng cái giảm sát thương vật lý, nên cái này là một cái lợi thế rất lớn, chỉ đặt nó vào trong team thôi. Ngoài ra nữa nếu may mắn nó sống sót được thì ta sẽ búp thêm được cho con đồng đội, đúng không? Kiểu kiểu vậy. Cái này không biết có yêu cầu sống sót nhỉ, nãy chỉ thấy ghi búp cho đồng đội nhưng mà khi bắt đầu trận đấu hãy thiết lập một mối liên kết cho đồng đội có sức tấn công cao nhất, hình như cái này nó không yêu cầu hành động hay sao không, tức là vào phát nó búp luôn hay sao, cái này cũng không chắc chắn lắm nhé, nhưng mà nhiều khả năng là như thế. Nên nói chung con này sẽ một con chi viện hỗ trợ khá là tốt cho team đấy. Còn bây giờ ta tiếp tục quay trở về cái sảnh hệ hỏa trước khi mình đổi lại đồ thì tiếp tục đi tiếp nhé, thì sảnh hệ hỏa qua đi đến tầng 330 rồi tiếp 331 này. Ở đây đội hình vẫn để nguyên như cũ, chỉ ở bổ sung thêm đồ cho Venda cho nó khỏe hơn tí xíu thôi, còn chắc chắn là sao hiện tại chưa tăng được này, vì hiện tại mình chưa gacha số lượng lớn và hiện tại đây mình chỉ gacha lượt free tiến ra sớm thì quay video sớm thôi. Hy vọng sẽ suôn sẻ nhé, tại vì cũng bổ sung thêm đồ cho nó khả năng nó sống sót lâu hơn tí, là hỗ trợ team vì nó có khả năng giải hiệu ứng, để ra mình muốn nó sống lâu lâu một tí xíu. Còn mấy con hỏa đi cùng thì đa số toàn con yếu thôi, thì hỏa mình chỉ có mỗi con Kira là khỏe thôi, bây giờ thêm con hỗ trợ nữa thôi. Rồi tiếp tục tấn công tiếp nhé, cửa đầu tiên là suôn sẻ rồi, mấy cửa sau biết có thua không. Mình nghĩ là nhiều khả năng nó sẽ trả thua đâu, quan trọng nhất là con Kira. Ui thôi, vừa bảo không thua thôi mà khéo khéo lại thua ấy. Quan trọng nhất là cái Kira với lại con Brenda này sống được là được, còn hiện tại chết rồi thì phải đánh lại thôi. Mình cần thêm cái con thỏ kia nó choáng thêm tí phụ cho hai con đấy sống một tí nhé, quan trọng nhất là tướng phải sống chứ nếu mà bị đánh phát chết luôn như vậy thì hơi khó. Hơi tiếc một chút là con Kira của mình không tăng được nhiều sao nhé, cái con Kira con cường tập nó còn cần tăng sao hơn, còn con Brenda này đôi khi không cần tăng sao nhiều lắm đâu, tất nhiên có điều kiện tăng được vẫn tốt nhé, nhưng mà ưu tiên con cường tập hơn. Bây giờ cái con thỏ nó phải choáng một tí xíu thì cái con Kira mới sống được, bây giờ mình con búp nó sống thì giải quyết được gì, mặc dù nó vẫn có thể gây đam được nhưng đam nó không phải là chủ lực của nó, để đánh spam nhiều lần chút xíu sẽ có may mắn hơn không. Bây giờ đánh là đi cầu may thôi, nó phải giải quyết được cái con mà vừa sốc đam ấy thì mới giải quyết được vấn đề. Ở đây trong đội hình địch nó có ba con cường tập,
Nhiều khi bí quá ta đổi vị trí chút xíu lấy may. Chứ đây nãy giờ bị tật hơi bị đau rồi đấy. Ta đổi vị trí chút, ví dụ đẩy Kira lên đầu đi. Tấn công lại đi. Phải giết được con cường tập cơ, tôi lại chết sớm rồi. Vẫn còn cường tập là vẫn còn hy vọng nhé. Benda thì vẫn đang sống, vẫn có thể boost cho team được. Không sợ hiệu ứng, chỉ sợ bị sốc đam chết thôi. Còn hiệu ứng thì không lo. Hiệu ứng nó có thể xóa được. Nãy giờ không thấy choáng nhỉ? Đen đến mức không choáng rồi sao? Thử lại tiếp nhé. Tấn công nhé. Nói chung cố đi thôi, không được thì thôi. Là bây giờ phôi cũng có tương đối rồi. Nhưng mà đi được vẫn tốt hơn nhé. Cái này là một cái nguồn kiếm phôi, nhưng bây giờ bắt đầu trên cửa 300 nó khó quá rồi, nên là cũng không kỳ vọng nhiều lắm. Kira cố lên nào. Chỉ cần ăn may sốc một phát rồi được mà, tôi lại chết mất rồi. Bên này nó không có con nào giữ con may ra để ra cái hiệu ứng một máu để mình sốc lại nhỉ. Ở đây toàn kiểu chết là chết luôn nên hơi khó. Nãy vừa choáng một tí xíu đấy, cố gắng choáng tích cực lên chút. Tại mình cần nó choáng để nó không ra đòn thì mới hy vọng được. Còn hai con đầu tiên thì chắc là sắp chết rồi. Nhưng mà Kira chuẩn bị quan trọng, ui Kira chưa kịp nổ chết rồi. Con thỏ cố gắng choáng một tí xíu là được, mà chỉ cần giết nó còn cường tập thôi. Renda hỗ trợ rồi. Cố đây nào, vẫn còn sống, vẫn còn máu. Đừng 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 để nó sốc. Cố choáng đi, cố choáng đi, cố choáng đi, choáng đi, choáng đi. Nổ đi, nổ đi nào. Ui gì không được rồi. Vẫn chưa được. Tiếp tục thử tiếp nhé. Kiên trì đi, video này chỉ yếu nghịch nó thôi mà. Bên này nó khó chút xíu, ở chủ lực mình toàn ánh sáng bóng tối nha, nên là mấy con hỏa mình nó sẽ không khỏe lắm đâu. Mà cái tháp này, tháp hệ hỏa nó bắt buộc phải chơi con hệ hỏa, nó bị bí cái chỗ tướng một chút xíu. Chứ còn nếu cái này có Alisa nó sốc thì đơn giản lắm, với rất tiếc là không dùng được. Lại chết sớm một con thỏ rồi. À chết sớm con gà, con thỏ thì sắp chết rồi. Vẫn chưa được. Kiên trì thêm tí nữa đi. Khởi đầu vừa choáng và lúc nào hầu như mình đều sốc chết được một con sớm. Nhưng mà chậu ấy còn lại, vì các bạn cái con kia là con hệ cỏ. Cái con hệ cỏ nó bị khắc hệ hỏa nên thành ra nó dị dính đam đau hơn. Bây giờ quan trọng giết được hai con thỏ kia nữa kìa. Còn hai con hỗ trợ giết từ từ nữa kìa. Thực ra giết nó thì hơi khó, mà chính xác là choáng để giết từ từ. Nhưng phát này lại bị chết rồi. Nghe chừng có vẻ là hơi bất lực trong cái cửa này rồi. Thử thêm khoảng tầm 3-4 lần nữa không được thì thôi nhé. Thì để lúc khác xử lý lại sau. Ở đây mình để đồ cao thứ sang rồi nên cũng khó rồi. Tướng nó không nhiều sao, nó đánh chỉ được vậy thôi. Nên chốt lại thử 3 lần nữa nha. Lần này rồi thử thêm 2 lần nữa không win là thôi nhé. Là ta sang thử tí trong map xem có sống nổi trong map không. Map thì hơi cao rồi, sợ dễ dễ chết hơn nữa. Cái map cũng khó không khác gì cái này. Tại vì các bạn nó đi cao quá rồi. Chứ cái này kiên trì spam thì thỉnh thoảng hên hên thì kéo cũng win đấy, nhưng mà trông địch nó đam to quá nên hơi ngại. Tại vì spam thì cần cầu may mắn cơ. Nhưng mà trông địch đam hơi to nên là may mắn nó hơi khó xảy ra. Đây lần cuối cùng thử nhé, không được thì thôi ta bỏ qua cái này. Nhiều khi con Kira mình chưa kịp nộ nó đã chết mất rồi. Đấy lại 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 chết sớm rồi, chưa kịp nộ nó chết rồi nên này ra là hơi khó. Chứ nộ được thì chưa biết thế nào một lần nữa. Ok, thôi cái ải này chắc phải để sau đi. Nên bây giờ đánh luôn không được. Bây giờ mình sẽ lắp lại đồ như cũ để ta quay trở về cái map chính một tí xem đánh được không nhé. Để về map chính thì vẫn phải dùng Adisa. Nó sẽ lắp lại đồ cho Adisa chút xíu để lấy đồ từ con gà sang. Thật ra mình chả nhớ đồ Adisa đồ con nào nhưng cứ lấy bừa đi. Hoặc không thì xem cái nào tốc cao hơn thì lấy, ví dụ nhé, cho cái đồ này. Cái này tốc 7. Tại vì cái đấy mình đều dùng sát thương vật lý cả mà, nên thành ra là tôi xem cái nào đồ cao hơn. Một cái tốc 7, còn cái 4 sao còn lại nó tốc bao nhiêu? Cái này tốc cũng 7. Vậy thì có lẽ dùng cái tốc cũ ngon hơn, vì cái này nó còn có thêm cả giảm tỷ lệ bạo kích, công kích thường. Còn cái này nó chỉ là phòng ngự né tránh cái thứ linh tinh thôi. Như vậy ta vẫn sẽ dùng vẫn sẽ dùng cái đang chọn trên người. Tiếp tục sang món bên này. Thì nó có hai cái món mình lên được 4 sao, đây có con gà đang đeo đây thì có sát thương vật lý 12%, sát thương bạo kích 9%.
Còn bên này con này thì có cái gì? Có tốc độ 6 à? Nhưng mà toàn phòng ngự linh tinh thôi, vẫn ưu tiên cái sát thương vật lý đi. Tranh tí tốc cũng không quan trọng lắm đâu. Tiếp tục xuống phía dưới này tiếp. Ở đây là cái này là cái đồ này nó xem có là à cái hút máu à. À chết nhầm 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 rồi. Vậy thì không không so đồ này làm gì, tại mình đang dùng bộ liên kích, phải bắt buộc phải dùng cái này. Mình đang cho Alisa dùng bộ liên kích nên là mặc định là lấy liên kích thôi. Quên mất cứ tưởng hai con dùng cùng một set. Mình đang để Alisa là liên kích còn con Ela là hút máu rồi. Nên thôi cứ liên kích mà chọn thôi. Cứ nhầm cứ nếu cùng một cái mới so đồ thôi chứ đã khác nhau cái này thôi để vậy thôi. Rồi ok, hơn chọn cái ảnh riêng của nó về nhé. Lấy cái ảnh riêng về. Cái ảnh riêng này của con Luna chứ chả phải của nó. Cái ảnh con thỏ thì xịn hơn nhưng mà con chọn không có. Nhưng mà thôi từ từ rồi sẽ kiếm dần dần. Thế rồi con Ela cũng lấy cái ảnh riêng nó về. Tiếp tục ở đây lấy cái bộ hút máu về. Bộ hút máu 4 sao lấy về nhé. Ô ấn nhầm rồi. Vứt lại cho Anissa. Ấn nhầm. Rồi, quay lại bên con Ela. Nó sẽ lấy cái món còn lại. Nói chung đang cố gắng là những set đồ cho tướng nhưng mà căn bản là 4 sao đắt quá. 4 sao tốn nguyên liệu hơi nhiều. Thường nói chung mức độ 3 sao đẹp. Mình nghĩ là hai sao là mức độ trung bình. Cố là tí là 3 sao là vừa vừa. Còn lên 4 sao thì nghĩ là những bạn nào không đầu tư nhiều chắc không cần lên 4 sao đâu. Tại vì lên 4 sao tăng thêm chút chỉ số mà cái tài nguyên nó kiếm nó tốn quá nhiều. Chẳng qua mình thì mình chơi tốt tốt một tí xíu thì thôi mình cứ phải cố cố lên tí chứ còn bình thường nghĩ không cần thiết lắm. Bây giờ nếu mình cho thêm Venda vào chắc vẫn phải giữ Maya phòng nó bị sốc chết. Thì đây là hai con nam chủ lực của mình là lắp đồ rồi. Vậy phải giữ Maya nhé, Maya lắp lại nó một cái hỗ trợ. Rồi bây giờ lấy tạm cái này sang đó. Cũng hết cái để lấy rồi. Là để tạm như vậy cho con Maya nhé. Tiếp tục là con này con tanh nhỉ. À như vậy bây giờ hiện tại team có 5 con rồi vứt vào khó nhỉ, phải bỏ bớt thằng tanh à. Vậy thôi cứ lắp đồ lại trước rồi tính sau nhé, chứ còn nói chung là sẽ bị vứt đi thằng tanh đấy. Ở đây chắc là lấy đồ này về thôi, hút máu lấy về. Nói chung là hơi khó một tí xíu thì nó lắm sự lựa chọn quá. Đấy chắc là bỏ tạm Nini Lily thôi. Hoặc là chọn Nini Lily thì phải bỏ tạm cái con Crystal ấy ra này. Nhưng mà hiện giờ hiện tại mới đang nghiêng con này hơn, con này mình là mới lên được 10 sao, con kia mình chưa nâng được, cứ để tạm cái ảnh này thôi, chả cách nào khác. Bây giờ ta kiểm tra tí là với là những con chủ lực mình đang có ở đây là Alisa này, con Ela này, Maya này, với lại con này, với lắp lại tí cái trang bị cho con này tí. Đấy là cái ảnh riêng của nó về không nữa quên mất. Với lại con Brenda mới có nhé. Tất nhiên ở đây mình sẽ bắt buộc cho Brenda vào vì video nó nói về nó. Còn chứ mình không nên thử con khác để đánh đâu. Nó sẽ bắt buộc cho Brenda trong này thôi. Nó sẽ bỏ con này ra, bỏ con này ra, bỏ con này ra. Như vậy ta có ở đây là con Rittle này, con Alisa này, Maya này, Ela này, với lại con đây, Brenda đây. Ok chưa? Đây đội hình hiện tại đang để nhé. Tất nhiên nó sẽ là con đồ đạc thứ yếu nhất. À không, đồ không phải yếu nhất, đồ yếu nhất là con Maya. Nhưng mà tuy nhiên là sao nó là sao yếu nhất. Để xem có sống được không hay bị chết sớm vì để tốc nó khá là cao đấy. Nhưng tuy nhiên là nó đánh phủ đầu vẫn đau quá. Ồ chưa gì đã chết Maya rồi. Trông nguy hiểm quá nhỉ. Dính nhiều hiệu ứng bất lợi quá đâm ra là chưa kịp cứu rồi nó kéo nó toạch vố rồi. Chưa kịp xóa hiệu ứng đã chết rồi. Nói chung là map trâu quá. Tầm này chắc chưa đánh ở trong map đâu. Không biết là sao lên sao có trụ được không thì không biết chứ hiện tại chưa chưa đánh được. Nó vào sốc chết sớm là không có tí hy vọng nào cả nhé. Trông khoai quá nhỉ. Alisa còn chết trước cả 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 con Rittle. Nếu mà cho thêm cặp Nini và bỏ sừ Maya đằng nào bị sốc chết sớm thì sao? Nini xem có đồ chứ. Nini đang để đồ có ảnh rồi. Thử thêm một phát nữa nhé. Nên bỏ con Maya nhé. Với thử lần chơi búp tốc nữa. Ở đây ta sẽ bỏ con này ra. Và mình hay là giữ con này lại bỏ 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 con tỉa ra. Giữ con này lại cho thêm con Nini vào. Để nó hút bớt sát thương chút xíu rồi. Nói chung là khó lắm nhé, vì cảm giác địch nó sốc đam mình rất đau. Nữa có thể thử thêm cho Coco hoặc là Pansy vào cũng được, nhưng mà nói chung mấy con búp khó sống lắm. À cái này choáng này rồi có chút hy vọng này. Biết đâu được. Còn kia nó xóa hiệu ứng mà bây giờ nó mà nộ được, Renda nó nộ được thì kéo xóa được hiệu ứng. Nhưng mà nhiều khi tốc nó thấp quá. À nó nộ rồi này. Nó hỗ trợ cho Alisa nhé, con chú ý con đấy nó hỗ trợ trực tiếp cho con đam to nhất là Alisa ấy. Tại vì bỏ con Ela rồi chắc chắn là hỗ trợ vào con Alisa rồi. Còn định để hai con thì không biết con nào to hơn con nào nhưng mà đã bỏ đi một con là chắc chắn. Mà Alisa vẫn không giết nổi con nào của địch, nó khỏe quá. Crystal quăng choáng một chút xíu đi, sợ không choáng nổi đã chết đấy. Quăng choáng đi, choáng đi, choáng đi, ui chết mất rồi.
Alisa có choán được không? Chưa giết được con nào của địch luôn. Cửa này địch chỉ có một đội quân thôi nhưng vẫn chưa giết nổi một con. Đánh quá đau luôn. Thử thêm em Coco nhé. Nếu mà cho Coco vào thì sao nhỉ? Coco hiện tại như mình gỡ hết đồ Coco thì sao ấy? Coco lại kiếm đồ tốc lại nhé. Đây còn mỗi món ở đây, đây sẽ là tìm đồ đồ tốc cao thôi. Cái nào tốc cao thì lấy thì chả quan tâm xét đâu. Này ví dụ cái này tốc 7 đây. Tốc 7 là nhiều khả năng là cao. Nên xem cái nào cao hơn 7 không nhé. Nghĩ chắc là 7 là cao nhất rồi. Tại đồ không có nhiều đâu. Đa số mình giã những cái đồ không tốc bây giờ. Tại cô bút tốc mà cũng phải có tốc nó cao cao một tí. Ồ, có tốc 9 này. À tốc 9 là để cho con Venda rồi. Mấy con này mấy con đang dùng thì không không đụng tới. Nói chung hiện tại ngoài cái tốc 9 ấy ra là đa số là tốc 7. Tại nó nhân vật chính ưu tiên là cái tốc 9 rồi. Rồi ok để tốc 7 nhé. Tiếp tục sang bên này. Chúng ta sẽ có những cái đồ này là bao nhiêu đây? Cái này tốc 8 này. Cái xé toạc tốc 8 hình như có một cái xé toạc tốc 7 thử xem có được thành một set nhé. Cái xé toạc này tốc 7 lấy thử cái xé toạc tốc 7 này. Còn món dưới này hút máu thì đổi sang cái xé toạc không? Ưu tiên cái xé toạc một chút xíu này. Còn không có thì thôi chấp nhận nhé, nhưng mà nếu mà có thì tốt hơn. Cái xé toạc này tốc 6 này. Tốc 2. Để lấy cái xé toạc tốc 6 đi. Để lấy cái tốc 6 rồi nhé. Thì đường có tí sao luôn. Tiếp tục sang bên này tiếp. Kiếm một cái xé toạc bên này vẫn lại không có. Cái này có xé toạc tốc 5. Cái này dính con kia thì không đụng đến rồi. Xé toạc này không có tốc. Phải lấy cái xé toạc tốc 5 của Percy nhé. Sao lắp lại Percy sau. Đây lấy cái tốc 5 này xem. Kích thêm tí xét cho vui thôi. Nhưng mình không kỳ vọng cái xét lắm. Con thử cho thêm Coco đánh xem nào. Vẫn phải giữ con Brenda chứ. Mình nói nhân vật chính trong cái video này. Nó sẽ bỏ bớt đi con Maya ra. Cho tiếp con này vào vì hết 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 slot tướng rồi. Ok tấn công nhé. Là cố gắng kéo tốc các thứ lên xem đánh được không. Để cướp lượt của địch một chút thế mà. Nó gán nhiều ứng bất lợi quá. Khó nhai quá mà dù có choáng một chút xíu rồi đấy. Nhưng mà nghe chừng cũng khó quá. Lại giết chết con nhân con hỏa sớm rồi. Con Venda giết chết sớm quá. Cô cố lên à. Nó vừa xóa bớt hiệu ứng cho team rồi. Nhưng mà nghe chừng cô cũng chết sớm. Nói chung đéo có nào trụ được cả nhé. Khó nhỉ. Nói chung là map tầm này khó quá. Như vậy là có vẻ chưa ấy rồi. Thử nốt trường hợp cuối cùng ở đây đấy là mình lại bỏ bỏ con Nini Lili đi. Ta lại cho vào đây con Maya và lầy lầy tí để cứu hai con búp. Để xem có lầy được không. Nhưng mà nhiều khả năng là sẽ không nhé. Rồi tấn công nhé. Nốt phát này không win thì thôi nhé. Hoặc không có cơ hội win thì thôi. Lúc nào đúng hiệu ứng bất lợi trên người từ sớm thì nó khó. Chẳng qua có hai búp xịn thì hy vọng Maya nó cứu cho nó sống được tí. Nó búp lên tí xem nó lầy lầy được không. Mấy con này hỗ trợ bơm máu nhau lên nó quá choáng nhiều nhiều tí. Phải giết được một con tướng địch mới có hy vọng. Nên nãy giờ chưa giết được con nào cả. Nó lại đánh trở về một máu hết rồi. Vẫn còn xíu máu không biết có lầy không. Nếu mà choáng được vẫn lầy được. Nãy giờ vẫn đang bơm máu nhật này. Thôi chết mất con Maya rồi. Vẫn còn hai búp với lại một tanh. Ở tanh chết nốt rồi. Còn hai búp với một con cường tập. Chết nốt cả búp rồi. Nói chung nghe chừng là map này khó quá. Không được rồi. Nói chung là không thể giết được nhé. Map vẫn chênh quá nhiều nhé. Nhưng mà về mặt công dụng nhé thì con này là một con búp hỏa đợt này ấy, là cái con này này lại bày chỗ nào đây chỗ này con Venda này đợt này là một con tướng búp khá là ngon nhé nên là thành ra các bạn nào cố gắng lấy sở hữu một em nhé tức là không có điều kiện để nâng nhiều sao lấy một con về là ok rồi còn có điều kiện thì cứ nâng sao lên cho nó trâu hơn đấy kiểu kiểu vậy còn thôi video tạm thời sẽ kết thúc ở đây đã thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và thôi bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn các cái video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.